thoại luôn giúp em, bộ này chỉ có 220 thôi. Bộ này em sale chỉ có 220 thôi nha. Ai lấy bộ này comment cho em 8183 kèm số điện thoại luôn giúp em. 8183 nha. Rồi qua mẫu tiếp luôn. Qua mẫu tiếp luôn. Ai muốn xem mẫu nào mình comment giúp em. Rồi em qua mẫu khác cho mấy chị nha. Em qua tóc thẳng cho mấy chị xem nha. Tóc thẳng màu vàng chanh nha. Màu sáng nè. Tóc kẹp có nha Ngọc Hiếu ơi. Tóc kẹp nửa đầu hả chị? Kẹp nửa đầu hay kẹp ngoạm nha chị ơi. Rồi em đang mang bộ này là vàng chanh nè. Vàng chanh thẳng nha. Tóc bộ thẳng màu vàng chanh nha. Nâu đen hạt dẻ hả? Chanh lai, chanh lai. Chanh lai ơi chị xem cái gì màu bộ nào màu hạt dẻ chị ơi. Bộ xoăn hay là bộ xù 8183 chị? Comment mã giúp em nha, là bộ nào nha. Rồi em đang mang bộ này là vàng chanh thẳng nha. Vàng chanh này khi mấy chị mang lên nó rất là tôn da, nó rất là sáng da chị nha. Ai lấy cái bộ này comment giúp em nha. Tóc thẳng vàng chanh kèm số điện thoại luôn giúp em. Tóc thẳng màu vàng chanh kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 220 một bộ tặng kèm lưới chùm. Chị nào lấy cái bộ này comment giúp em. Tóc thẳng vàng chanh kèm số điện thoại luôn giúp em. Tóc thẳng màu vàng chanh kèm số điện thoại luôn giúp em nè. Rất là xinh mấy chị ơi. Bộ này em đang mang là dài 65cm nha. 220 một bộ là giá sale mấy chị nha. Nửa đầu ok chị Ngọc Hiếu nha. Nửa đầu em có thẳng với xoăn dài ngắn luôn nha chị ơi. Rồi em qua mẫu luôn. Ai lấy cái bộ này comment giúp em. Tóc thẳng vàng chanh kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Tóc thẳng màu vàng chanh kèm số điện thoại luôn giúp em. Hồi nãy em có tìm 101 ở trong cái thùng hai máy chưa? Không có hả? Không bỏ đi đâu ta? Rồi em qua nửa đầu cho mấy chị xem nửa đầu xoăn trước nha. Đây nửa đầu xoăn nè. Đây kẹp nửa đầu xoăn nha. Cái này em đang cầm là dài 60cm. Mấy chị muốn ngắn hơn bên em có ngắn hơn nha. Muốn ngắn hơn em có ngắn hơn. Đây em đang cầm là dài 60cm mấy chị nha. Em đang cầm là dài 60cm. Mấy chị muốn ngắn hơn em có ngắn hơn nha. Ngắn hơn em có loại 40cm nha. Cho chị coi tóc thẳng màu nâu sô-cô-la. Ok chị Mỹ Anh. Rồi đây nha, tóc kẹp nửa đầu em đang cầm là dài 60cm xong rồi đuôi mấy chị nha. Đây là màu nâu sô-cô-la nha. Đây sô-cô-la nha. Rồi đây là nâu vàng. Đây là nâu vàng nha. Và màu đen nữa là ba màu nha. Giá là 120 mấy chị nha. 120 một cái kẹp nửa đầu nè. Chị nào lấy kẹp nửa đầu thì chốt tóc kẹp nửa đầu kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 120 đó nha. Rồi em qua cho chị xem tóc thẳng màu nâu sô-cô-la luôn. Tóc thẳng màu nâu sô-cô-la. Đây nha chị ơi, màu nâu sô-cô-la này đẹp cực kỳ luôn chị. Rồi xem form giúp em nha chị nha. Form này đẹp cực kỳ luôn. Bao đẹp bao dày cho mấy chị luôn nha. Rồi tóc thẳng màu nâu sô-cô-la nè. Em đang mang là tóc thẳng màu nâu sô-cô-la nha. Chị nào lấy cái bộ này comment giúp em. Tóc thẳng màu nâu sô-cô-la kèm số điện thoại luôn giúp em. Tóc thẳng màu nâu sô-cô-la kèm số điện thoại luôn giúp em nè. Rất là dễ thương với chị nha. Ai lấy cái bộ này comment giúp em nha. Tóc thẳng màu nâu sô-cô-la kèm số điện thoại luôn giúp em. 220 một bộ tặng kèm lưới chùm nha. Em đang mang là dài 65-70cm. Mấy chị muốn ngắn hơn là tầm 50-55cm là ngang ngực qua ngực nha. Thì mấy chị đặt theo từng độ dài thì em sẽ làm cho mấy chị nha. Cái này mấy chị đặt dài ngắn được luôn nha. Đây là màu nâu sô-cô-la rất là đẹp luôn. Ai lấy cái bộ này comment giúp em thẳng sô-cô-la kèm số điện thoại luôn giúp em. 8138 sô-cô-la nâu vàng bộ khoảng bao nhiêu bộ? Rồi ai muốn xem cái gì comment lên giúp em với nha. Nhiều hả? Nâu vàng. Nhiều chú bộ. Xem thêm tóc kẹp thẳng rồi ok kẹp thẳng. Giờ này em đang rảnh nên chị nào muốn xem là comment em cho mấy chị xem thoải mái không nha. Giờ này không đông người nè. Mình xem mới thoải mái nè. Để tới giờ đông người mà ai cũng comment hết là có người coi được, người không coi được. Rồi em đang mang cái này là tóc kẹp thẳng mấy chị nha. Kẹp thẳng em đang cầm là màu nâu ánh vàng mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Kẹp thẳng em đang cầm là dài 60cm. Kẹp thẳng em đang cầm là dài 60cm nha mấy chị nha. Em có nâu sô-cô-la, nâu vàng, màu đen nha mấy chị nha. Có vàng chanh luôn nha. Ai lấy
kèm thẳng thì chốt kèm thẳng kèm số điện thoại luôn giúp em, chỉ có 120 thôi. Chất nào chị nào mình đã sành mua tóc rồi á, chị nào mình sành tóc sành rồi á, mình nhìn tóc em like là biết tơ Nhật hay là tơ Hàn liền nha. Cho nên là đừng có hỏi em là em bán tơ Hàn hay là tơ Nhật với chị nha. Nhìn hàng là mình biết hàng liền luôn. Đây nha mấy chị nha, chất lì nè, không bóng nè. Giống y như tóc thật mấy chị nha, không phải là tóc ni lông nha. Dạ tóc kẹp là em không có kẹp thử nha chị Ngọc Hiếu ơi. Chị inbox giúp em nha, chị inbox em cho chị xem cái tóc kẹp lên mẫu nha. Còn tóc kẹp bây giờ á là em cho chị xem form thôi, tại vì tóc kẹp nó rất là dễ xài luôn. Xoăn ngang vai hả? Xoăn tóc bộ xoăn ngang vai có nha. Rồi em qua mẫu luôn 120 nè. Ai lấy kẹp thì chốt kẹp, màu sắc kẹp xin hỏi luôn giúp em nha. Tóc kẹp thì em không có đeo trên đầu được, tại vì đầu em đang chùm lưới chùm rồi tóc bộ rồi. Rồi em qua mẫu nè. Xoăn ngang vai là em có 1804. Kẹp sao chị? Tóc kẹp làm sao hả? Tóc kẹp là bên trong nó có 6 cái phím kẹp, em chỉ cần bật 6 cái phím nó ra. Rồi em ấn lên trên tóc nha, em bắt một lớp tóc ở trên, em kẹp gọn lên rồi em kẹp cái kẹp vô. Rồi em thả cái lớp tóc đó xuống là nó phủ che cái mối kẹp đi nha. Là tác dụng là cái tóc kẹp là nó nối luôn tóc dài và dài lan. Rồi em đang mang là xoăn ngang vai 1804 nha mấy chị nha. Xoăn ngang vai 1804. Mấy chị có thể vô YouTube á, mấy chị có thể vô YouTube á, mấy chị gõ ra là cách xài tóc kẹp nguyên tóc kẹp nửa đầu thì nó sẽ có kết quả, có cái clip cho mấy chị.